Tuệ Tâm Giác Ngộ xin kính chào các anh chị và các bạn. Cảm ơn quý khán thính giả đã luôn đồng hành cùng Tuệ Tâm Giác Ngộ suốt thời gian qua và xin kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn một ngày mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an nhé. Quý vị thân mến, cao huyết áp là căn bệnh phổ biến ở người cao tuổi, bệnh khó kiểm soát và chữa trị. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây công bố trên tạp chí của Hiệp hội Lão khoa Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng các bài tập tay đơn giản vô cùng hiệu quả trong việc giảm huyết áp cho bệnh nhân cao huyết áp, đặc biệt là người cao tuổi ít tập thể dục thể thao. Cùng tìm hiểu ngay những bài tập đơn giản này là gì nhé! Người mắc huyết áp tập 3 động tác này, bệnh cực mau khỏi, đơn giản ai cũng làm được. Kính chào quý cô bác và các anh chị đang theo dõi video của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác và các anh chị thân mến, chúng ta đều biết rằng tập thể dục là một việc cực kỳ tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần tập trung tập những bài đơn giản là chúng ta đã có thể ngăn ngừa được các bệnh chết người rồi. Trong đó có một số bài luyện tập đơn giản đặc biệt có hiệu quả đối với người bị bệnh cao huyết áp. Cụ thể, mới đây một nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Lão khoa Hoa Kỳ cho thấy rằng các bài tập tay đơn giản có thể giúp giảm huyết áp rất hiệu quả. Đặc biệt là đối với những quý cô bác trên 65 tuổi, thừa cân, ít tập luyện thể dục. Thực hiện các bài tập tay trong vòng 20 phút, 3 lần mỗi tuần là quý cô bác đã có thể giúp nhận thấy tình trạng của huyết áp được cải thiện một cách đáng kể. 3 bài tập đơn giản giúp kiểm soát huyết áp. 1. Tập với kìm bóp tay. Với bài tập này, việc đầu tiên quý cô bác và các anh chị cần làm đó là chuẩn bị một chiếc kìm bóp tay. Tiếp đến, cô bác sẽ dùng tay trái thực hiện động tác bóp thả hai gọng kìm một cách nhịp nhàng, đều đặn trong vòng 5 phút. Sau đó, quý cô bác sẽ nghỉ ngơi khoảng 2 phút trước khi tiếp tục thực hiện động tác bằng tay phải. Đối với mỗi lần tập như thế, cô bác sẽ tập mỗi tay khoảng 2 lần 5 phút để có được tác dụng cải thiện huyết áp. Ngoài ra, quý cô bác cũng có thể thay thế kìm bằng bóng tập lực tay và thực hiện bài tập tương tự. 2. Đu xà. Đu xà là một bài tập giúp thư giãn toàn thân, giúp giảm áp lực lên các dây thần kinh và cực tốt cho người bị huyết áp cao. Bài tập này làm tăng sự đàn hồi dẻo dai của các tĩnh mạch đưa máu về tim. Theo tờ Healthline, kết hợp các động tác như đu xà và chế độ tập thể dục có thể cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn bằng cách giảm huyết áp, giảm thiểu đau lưng và giảm mỡ nội tạng. Đu xà đơn là bài tập mà quý cô bác và các anh chị có thể luyện tập mỗi ngày. Cường độ tập luyện như thế nào là đủ còn phụ thuộc vào thể trạng, giới tính và kinh nghiệm tập luyện của quý cô bác. Tuy nhiên, cô bác nên tập bài tập ở mức độ vừa phải khi mới bắt đầu. Nếu quý cô bác là người mới làm quen với môn xà đơn thì việc lên xà được là cả một vấn đề. Thế nên khi vừa mới bắt đầu, quý cô bác chỉ cần cố gắng giữ cho cơ thể được ở trên không càng lâu càng tốt và tập vận dụng lực cơ tay. Sau đó, quý cô bác mới nên chuyển sang tập hít xà đơn và cố gắng để số lần hít có thể tăng lên dần sau mỗi lần tập. Ví dụ như từ 2 đến 3 cái mỗi lần, hít tăng lên 10 đến 15 cái. Mỗi buổi tập với xà đơn thường kéo dài 15 đến 30 phút. Nếu là người mới, quý cô bác nên cố gắng hít được 10 đến 20 cái mỗi ngày. Đối với những người lâu năm, con số này có thể lên đến 50 đến 100. Có một mẹo để tăng số lần hít xà mỗi ngày của quý cô bác đó là hãy sắm một thanh xà đơn gắn ở những nơi tiện lợi như cửa ra vào. Như thế, mỗi lần đi ngang qua thanh xà, quý cô bác sẽ lại tập thêm được một lần. 3. Tập với dây thun kháng lực. Tập với dây thun kháng lực là bài tập cực đơn giản nhưng lại có thể giúp cho quý cô bác kiểm soát huyết áp một cách vô cùng hiệu quả. Đặc biệt, quý cô bác có thể thuận tiện tập với dụng cụ này ở bất cứ nơi đâu. Về cách thực hiện, đầu tiên quý cô bác chỉ cần đeo dây chun vào các đầu ngón tay, sau đó từ từ kéo căng các ngón tay xa nhau hết mức có thể và lặp lại động tác này đều đặn trong vòng 10 phút. Khi tập bài tập này, cô bác nên kết hợp với các bài tập hít thở. Lưu ý khi tập tay. Thực hiện các bài tập trên là phương pháp rất hữu ích để cô bác có thể kiểm soát huyết áp. Nhưng kết hợp với việc luyện tập các bài tập này, quý cô bác cũng cần theo dõi chỉ số huyết áp của mình thường xuyên. Đặc biệt, đối với những quý cô bác bị huyết áp cao, khi tập các bài tập này, cần theo dõi chặt chẽ huyết áp của mình trước và sau khi tập. Nếu cảm thấy có sự thay đổi bất thường, cần dừng tập ngay lập tức.
Các bài tập này cũng rất tốt để dự phòng nguy cơ huyết áp cao ở những người chưa mắc bệnh. Tuy nhiên, dù quý cô bác và các anh chị có chọn phương án nào, thì việc quan trọng nhất vẫn cần làm ngay là hãy lắng nghe cơ thể mình hoặc xin tư vấn của bác sĩ chuyên khoa để chọn ra phương pháp phù hợp nhất với tình hình sức khỏe của bản thân. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã bao giờ đặt ra câu hỏi là huyết áp cao là do đâu chưa? Bệnh cao huyết áp phổ biến ở lứa tuổi trung niên, cao tuổi, nhưng nguyên nhân lại có thể xuất phát từ những thói quen trong nhiều năm tháng trước đó. Cùng điểm danh những thủ phạm chính gây ra tình trạng huyết áp cao để từ đó phòng tránh cho mình từ sớm, duy trì được phong độ và sức khỏe ổn định ở tuổi trung niên trong phần tiếp theo của video hôm nay. Đây chính là hung thủ khiến huyết áp luôn cao. Yếu tố nhất định phải tránh thì sẽ không bị loạn huyết áp nữa. Kính thưa quý cô bác và các anh chị thân mến, chúng ta thường không quan tâm lắm đến chỉ số huyết áp của mình, cho đến khi được bác sĩ cảnh báo. Nhiều người thường lo lắng tới những bệnh mà họ nghĩ rằng nguy hiểm như ung thư, đột quỵ hay đau tim. Tuy nhiên, huyết áp cao cũng là một trong những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Không chỉ dễ bị bỏ qua mà còn có thể dẫn đến một số bệnh mãn tính khác. Vì không có triệu chứng nên huyết áp cao còn được gọi là kẻ giết người thầm lặng. Thông thường chỉ sau khi đối mặt với những hậu quả, người ta mới nhận thức được độ nghiêm trọng của bệnh. Huyết áp cao không chỉ ảnh hưởng đến tim và động mạch, mà còn khiến người bệnh dễ mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm đến tính mạng như đau tim, suy tim, đột quỵ và hơn thế nữa. Chính những thói quen sinh hoạt ăn uống không lành mạnh là nguyên nhân âm thầm gây ra tình trạng tăng huyết áp và khiến bệnh của những người bị bệnh cao huyết áp ngày càng thêm trầm trọng. Vậy nên những người thường xuyên bị cao huyết áp cần lưu ý một số thứ không ngờ tới mà có thể góp phần làm huyết áp tăng vọt. 1. Dư thừa natri. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ cho biết, những người có lượng natri trong cơ thể cao hơn người bình thường cũng sẽ có huyết áp cao hơn. Ngay cả khi cô bác đang cắt giảm lượng muối khi chế biến thực phẩm, thì cô bác cũng phải đề phòng các nguồn natri ẩn chứa trong đồ nướng và các loại thực phẩm đóng gói sẵn. 2. Không ăn đủ rau và trái cây. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, kali là khoáng chất có tác dụng chống lại natri. Điều đó có nghĩa là nếu quý cô bác càng ăn nhiều kali thì cơ thể càng thải nhiều natri hơn thông qua nước tiểu. Hơn nữa, kali được cho là có khả năng làm giảm huyết áp của động mạch và thành mạch máu. Và cách tốt nhất để tăng lượng kali trong cơ thể là áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh. Các loại rau và trái cây như rau chân vịt, súp lơ xanh, bơ, chuối, củ cải đường, cam, cà chua, nước dừa đều là những nguồn cung cấp kali tuyệt vời. Đó là lý do tại sao quý cô bác nên đưa chúng vào chế độ ăn uống của mình nếu đang bị huyết áp cao. 3. Căng thẳng quá mức. Không giống như chế độ ăn uống và sinh hoạt, căng thẳng không ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp của cơ thể. Khi căng thẳng, mức huyết áp sẽ tăng lên và khi giảm căng thẳng, thần kinh sẽ lại bình tĩnh lại. Tuy nhiên, tình trạng quá căng thẳng có thể gây tổn thương thành mạch máu. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết, căng thẳng cũng có thể khuyến khích các hành vi không lành mạnh làm tăng huyết áp như lười vận động, ăn uống kém, hút thuốc và uống rượu. 4. Không ngủ đủ giấc. Chất lượng giấc ngủ kém cũng có liên quan đến tăng nguy cơ cao huyết áp. Theo một phân tích tổng hợp trên tạp chí Tăng huyết áp Lâm sàng năm 2018, những người ngủ không đủ giấc dễ bị tăng huyết áp hơn 48% so với người bình thường. Ngoài ra, những người huyết áp cao cũng có thể trở nặng bệnh nếu họ không ngủ ngon. 5. Uống quá nhiều rượu. Uống quá nhiều rượu có thể làm tăng huyết áp đến mức không tốt cho sức khỏe. Nó ảnh hưởng đến các cơ trong mạch máu, khiến mạch máu hẹp lại. Điều này có thể buộc tim của cô bác phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đến các bộ phận khác của cơ thể, gây căng thẳng quá mức và dẫn đến đau tim, suy tim hoặc ngừng tim. Từ đó, nó có thể khiến cho huyết áp của cô bác tăng đột ngột và cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư, béo phì, nghiện rượu, tự tử và tai nạn. Những người bị huyết áp cao hầu như luôn có các bệnh lý khác đi kèm, bao gồm cholesterol cao, có liên quan đến bệnh tim. Cholesterol cao là khi có quá nhiều chất béo trong máu, dẫn đến hình thành các mảng bám, hạn chế máu lưu thông dễ dàng. Điều đó cho thấy bên cạnh việc kiểm tra huyết áp cao, quý cô bác hãy theo dõi cả tình trạng khác của cơ thể để tránh nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm khác. Vậy là video ngày hôm nay của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ cũng đã cung cấp cho quý cô bác khá nhiều thông tin bổ ích liên quan đến việc điều hòa huyết áp. Hy vọng rằng qua video này, quý cô bác sẽ biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân tốt hơn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác và các anh chị ở những video tiếp theo.